xinh xinh. Em thức theo màu áo trắng tên, mớ có hôm nào em còn thơ ngây thơ, nhưng bây giờ em đã xa rồi. Nếu tôi một mình mai ngồi nơi đây và đang yêu, đang yêu, đang yêu. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tan hát ca trên con đường này. Đợi một ngừng ngồi mơ thẫn thờ, và ngày ngày đợi chờ bóng em đi que. Mới có hôm nào em còn nơi đây thế, nhưng bây giờ em đẻ xa rồi. Đợi tôi một mình mẹ ngồi nơi đây chờ bóng em. Sợ quá nó trốn rồi. Nhưng mà con nói chú Nghĩ nghe, con khoe chen của Thiến Nghe xong á, không hiểu sao con thấy con nhóc cái mặt ngu. Ê, con ngồi ngay cái chỗ này nè. Không đi đâu chân chùi. Ngồi ngay chỗ này nè. Không đi đâu chân chùi. Ngay cái chỗ này nè. Em không đi đâu hết trơn trời á, mà ngồi cảnh giác ngay cái chỗ này nè. Không đi đâu hết trơn trời á. Chị Thiến Nghe để đem nói chị nghe. Ok, em xin phép ạ. Vô một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Cara Phương ạ. Khén khén bây giờ khén muốn vui hay buồn? Thôi vui đi chứ tới sân khấu người mặt thân quen mà. Vui mẹ, vui mẹ. Cái này vui quá rồi, vui quá. Không, nhưng mà buồn thử coi buồn. Không buồn để anh Đại Nghĩa nha.
Bù ra cái mặt ngu nha. Vui vẻ lên, trời đất ơi. Để vậy cho nó bình thường. Rồi bây giờ làm sao? Ngày hôm nay chị Thúy Nghe có muốn giới thiệu gì đến các bạn khán giả không? Về lời nói đầu tiên, Thúy Nghe xin kính chào tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo. Ồ, một tiết mục mở màn rất là sôi động, rất là dễ thương và đáng yêu và mang tính giải trí cực kỳ cao nha. Dạ. Và bây giờ mình sẵn sàng để mình nghe giám khảo nhận xét nha. Dạ sẵn sàng ạ. Xin mời giám khảo Hồng Ánh ạ. Lần đầu tiên chị đến với ghế nóng của Mặt Thân Quen và chị chứng kiến đây một nhân vật mà đã nhận được 2 lần giải nhất tuần và ngày hôm nay bạn ấy hóa thân thành nghệ sĩ hài Thúy Nga, thì cảm xúc của chị Hồng Ánh như thế nào ạ? Chắc bạn sẽ nhận được tuần thứ 3 nhất nữa. Không, nói thiệt nha, khi mà bạn bước ra mình thấy là ồ chết rồi, Thúy Nga đây rồi. À, hơi cao hơn Thúy Nga thiệt một chút xíu thôi, nhưng mà mình khoái với cái miệng mà bạn bẹt bẹt á. À, ví dụ như bạn hát rồi bạn không có nói mắc nai, mình nghĩ bạn này mà nói mắc nai là coi như xong rồi, ai ngờ bạn nói miết miết nè. Và bạn mở cái mắt kiến ra, cái đuôi mắt bạn hóa trang á nó sệ xuống vậy nè, trời ơi y chang luôn vậy đó. Chị Mỹ Linh với anh Đại Nghĩa Khanh, chị thấy như thế nào? Yeah. Chị thấy sale hay chị? Trời ơi dễ thương, quá trời dễ thương. Dạ, mình thích cái tiết mục này quá cơ. Dạ. Giống. Vâng ạ. Giống nói tiếng Phú Yên nói sao? Dạ em đâu biết được chị. Thúy Nga nè. Dạ. Nói giống nói sao? Giống. 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 Giống hả? Giống quá. Giống quá. Dạ cảm ơn. Rất là dễ thương ạ. Dạ xin mời giám khảo Đại Nghĩa. Cara, quê gốc của em là ở đâu? Dạ ở miền Tây ạ. Mà ở tỉnh nào? Ở tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long. Rồi. Mà con vừa hát vừa nhảy nữa chứ nhớ động tác. Đúng rồi, nữa chứ. Khó lắm ạ. Cho nên là lại càng không đơn giản để cho Cara có thể bắt chước được. Vì thế cho nên khi mà Cara hát cái bài này á, cái thứ nhất là về cái phát âm của cái giọng nói sẽ có những cái chỗ em quên. Mình dạ, trở rồi. Về lại với cái giọng thật của mình, giống như cái chữ xa rồi nè ha. Bình thường chị Thúy Nga hát là xe rồi. Xe rồi. Xe rồi. Mà nãy có nhiều chỗ Cara quên thành hát là xa rồi. Đó, hoặc là chữ hát ca thì dạ. Chị Nga chỉ hát sao? Hát ke. Hát ke. Hát ke. Hát ke. Đó. Đó đổi thành cam e thì Cara cũng là quên, tức là có một vài cái từ nho nhỏ như thế. Còn nếu giờ mình soi kỹ hơn một chút xíu nữa về cái phần trang phục và phụ kiện của em thì nó cũng chưa có hoàn toàn giống lắm. Cái thứ nhất là chị Thúy Nga trong tiết mục này chỉ có đôi bông tai của mình đâu rồi? Rớt, nhảy qué rớt ở trong kia. Rớt cái đôi bông tai là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là cái mắt kiến của chị Nga trong clip thì nó cũng to hơn cái mắt kiến của Cara. Cái thứ ba là trong clip chị Nga chỉ đeo nhiều sâu chuỗi hơn Cara. Không có rít bằng chị Nga. Thì đó là anh gọi là anh soi thôi. Yeah. Chứ những cái đó nó hoàn toàn là những cái yếu tố nó rất là nhỏ so với cái tiết mục và cái tinh thần mới là cái quan trọng mà Cara đã mang lại cho khán giả với một cái tiết mục mở màn nó vui nhộn như thế này. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều ạ. Một lần nữa xin chúc mừng Cara Phương. Xin mời bạn về chỗ ạ. Nhảy đầm cái không? Gì? 2, 3, chi chi chi. Mét nè. Cảm ơn nha.